hồn tu aru hồn tu sambhati hi sammicchan tu sukhi attanang pariharan tu dukkhappatta janit dukkha phayappatta janipphaya sukkhappatta janit sokha hồn tu sabbe vibhanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan cái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với Mẹ Tạ đọc tắt bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma yang phan te vi sung vi sung rakhanatha yati sarane na sa ban cha bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê ha sa ha bần cha si la ni ya cha ma. Quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị. Ta ti dầm bi ma dằn phạn tê quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê ha sa ha bàn cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba. Và con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức và con kính dân mít đến Ngài để Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Kính lễ Ngài Quan Không. Xin chào cô tu nữ nhiều pháp. Xin chào chư Tín Nam Tín Nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy của ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Phật. Đầm Măng Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn Khăn Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Tăng. Đôi khi dầm bị Bụt Đăng Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bị Đấm Măng Sa Năng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bị Sẵn Cắn Sa Năng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Ta Tỳ Dâm Bị Bụt Đăng Sa Năng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Bị Đấm Măng Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Bị Sẵn Cắn Sa Đăng Gạch Chá Ha Mi, con đem đến lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Bụt Thằng Sa Ra Năng Gạch Chá Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham Mạng Sa Ra Năng Gạch Chá Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Sa Ra Năng Gạch Chá Mi,
con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng đu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì đu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị đu ti dầm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhị ta ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính quy y Phật lần thứ ba ta ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba ta ti dầm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba tỳ sa na ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi thì có với anh sa man dạ mi. Còn xin có gì điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về là mình đi thì có với anh sa man dạ mi. Còn siêu mới như học là quy tránh xa siêu trộm tóc cà mê xuống hai cha ra quê ra mà đi sức khóc với anh thức giả mi. Còn siêu mới như điều học là quy tránh xa siêu tà hạnh mục xa hoa đa quê ra mà đi sức khóc với anh thức mạnh giả mi. Xin mời học là quý vị ta sẽ nói dối sự ra mê ra nhà mắt cho phá ma đất hạ nam quê ra mặt đi so với lưng mắt giả mi. Còn xin mời những điều học là quý đánh xa sự diễn uống rượu và đánh say. Bà na ti bà ta huệ ra ma ni sức khả bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na huệ ra ma ni sức khả bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra huệ ra ma ni sức khả bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mat chấp ba ma đát tha na quê ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ít mai ni ban cha si kha bạc giả ni sa su căng ca tô an a pa ma đê na ni cha ca lăng sa ma ra kỳ tạp văn. Khi Phật tử sau khi đoạn trì tam quy bằng cuộc giới nơi tam bảo rồi phải ra mười diện hình theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phạn tê dạ con doanh tiết thì lệ nông các tâm bát đai xì lệ nên như tôi kinh doanh thì tai xì lăng số hát dê cây chúng sanh được sanh về bởi trời cũng nhờ nghiệp giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ nghiệp giới được giải thoát nhầm nhàn nhờ nghiệp giới bởi các cây cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng
để lâm nhân. Sa thu sa thu lành thai Uttamang ghê na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng qua rút ta mang Bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đô vi thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh khanh cha đô vi thốt tam mạng sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mít trở lại cho ngài Tỳ Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Rasmi me bút thase to tare bút to chadap tine wa mang se mok ra la no kurato pidakat sayang bát chi me mama anando tina sa wa chatun visa sa manta lo kabala tin da dewa sa pamakae te sang anu pa we na sa be pa yao bát ka wa ne ka antaranya vivina santu ase. Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, với mặt xá lợi Phật, với trái kiền liên hầu. Đức Phật là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, của vương A La Hán, Đế Thích Lẫn Tạng, thiên do oai lực Pháp màu. Hộ trì cả Nam Châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau, tiêu diệt. Cho ta lắc thô thức tổ Bruno Bồ Tát Sa Ta Nê A Rô Vô Thức Tổ Hùi Sa Sa Bê Nha Chí Quy Sa Tha Lạc Tha Thức Tổ Bruno Bồ Tát Sa Ta Nê A Rô Gam Sư Vị Tha Hùi Sa Sa Bê Nha Chí Quy Tê Tha Lạc Tha Thức Tổ Bruno Bồ Tát Sa Ta Nê A Rô Gà Sư Vị Tha Hùi Tha Sa Sa Bê Hết nhà thiệt tiên tù, xin cho các thiền tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo cầu. Xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong giao quen cả thảy. Sa thu, sa thu, lành thai. Akasattha chappummattha deva naga mattika Punyan lo anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha chappummattha deva naga mattika Punyan lo anumodantu chirang rakkhantu nogaro Akasattha chappummattha deva naga mattika Bụn nhân nô anh ông mô đành tu chi rằng rạch khanh tu nhà ta dô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ga mát ti ca. Bụn nhân nô anh ông mô đành tu chi rằng rạch khanh tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ga mát ti ca. Bụn nhân nô anh ông mô đành tu chi rằng rạch khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự đỏ tâm, mọi điều long vương thần lực có nhiều. Đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, họ hầu bổ sanh.
dặn kinh chi cú sa la căm mạng cắt tắp bằng kí ri dặn ma na ca về na hoa cha ma na sa tí đa sê su ga tăng cắt tăng về sát ta sanh nhi nô a thi về cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lặng mây hằng sắp bê pha ri pha hoàn tu tê về tăng các tăng suy đi tăng định năng quân nhã pha lặng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua dạnh tòa ni huệ đã dùng sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta la hê tu ca ma nôn nhàn phô cha năng sắp bề lắc phạm tu ma ma chê ta xa ti trước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu diệu nên đều là phước báo vững bền có thể giúp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được hạ hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đếp hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dựa quá thành thực phẩm mùi hương thọa lòng ý đặng vô nhà tỳ nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quả vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh ý đặng quá ta mê buồn nhân à sa quá ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm bổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì bí giới hôm nay. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tạm nguyên ngũ giới cho đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì bí giới. Phước báo trong sạch mà con đã tạo được ra hôm nay con kính dâng đến Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị trong đạo tràng tu tập tiến hóa vui trong đời sống phạm trong giáo pháp của Đức Tự Phụ Đô Tá Má. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy câu pháp cú 115 hôm nay ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ ngài quán không, kính chào cô tu nữ như pháp, kính chào sĩ Mê Ta, sĩ Quyên Mộng, Quyên Trang, sĩ Tâm Hạnh, sĩ Thái An, sĩ Kim Nhung, sĩ Tây An Lạc, đạo hữu các quốc gia, sĩ Hồng Mai, sĩ Kim, quý vị nghe rõ ha, xà tú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 115 và câu Phật ngôn 115 này sẽ kết thúc cái phẩm ngàn. Tất cả 15 câu Phật ngôn trong phẩm ngàn. Chúng ta học câu này là câu cuối ha. Và khi học xong câu này thì chúng ta ôn lại 15 câu ngàn, tức là 15 câu pháp cú phẩm ngàn. Và những cái gì chúng ta tâm đắc
những cái gì chúng ta cảm thấy còn bức xúc, chưa có rõ ràng, thì chúng ta sẽ ôn lại 15 câu này. Tuần tới ha, tức là kỳ tới, hôm nay thứ ba, thì thứ năm chúng ta sẽ ôn lại 15 câu này. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, để triển khai nguồn 115, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Quy thù ma hê si ả ra hằng ta thà ca tù lù quy tâm mù sắc quá ca rù quý chệt ca tù lù ca sắc sắc thà cha nó đầm mó phù quý đồ hoành đà má hành tầng ra ra phù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thích giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, còn xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bát đề vô quý giá tá sơ sát thú nô lô ca nấm mình thá sơ quý nà ca rù cù thấp bà nhu quyết thóc bát đi phù chí sành nhá tù hoành đà má hành tần ná rá phù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh phá tan làm lạc chúng sinh, đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng, con xin đại lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân phù quý số thù số tá sát xà quốc cù xích thà số tà mù quá nó thầm mà xích thà cù nhìn đà với sân xà lý hà nà đá rù quá rù quanh đà má hình tâm đá rắc phù. Cái này giác cần tăng bảo thinh vong bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phàm nhân ai bì, con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế giá tê chê nát sát khà mê tu quá tha nần tá xà bí à nút hòa quê nát sát hát xà dê nát sát chạc tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tán hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 115. Mấy chào Sikerman vừa đến với Pháp Hội. Vô cho sa tăng trì huệ, vô cha quá sa tăng trì huệ, vô cha quá sa tăng trì huệ, apa sang tham ma mut ta mang, apa sang tham ma mut ta mang, apa sang tham ma mut ta mang, vô cha quá sa tăng trì huệ, apa sang tham ma mut tam mang, vô cha quá sa sa tăng trì huệ, apa sang tham ma mut tam mang, vô cha quá sa sa tăng trì huệ, apa sang tham ma mut tam mang. Câu ba, câu bốn. E ca hằng trì quý tăng say vô, ê ca hằng chi quý tăng say vô, ê ca hằng chi quý tăng say vô, bát sa tô tham ma mút ta măng, bát sa tô tham ma mút ta măng, bát sa tô tham ma mút ta măng, ê ca hằng chi quý tăng say vô, bát sa tô tham ma mút ta măng, ê ca hằng chi quý tăng say vô, bát sa tô tham ma mút ta măng, ê ca hằng chi quý tăng say vô, bát sa tô tham ma mút ta măng. Trời ơi đã quốc mệt vậy. Dạ con cảm ơn các cô. Chào anh chị Trà Man ngủ ha. Bây giờ ôn lại nè, nghe mấy cô ở đâu ở đây
Bây giờ nghe lại từ trên xuống dưới ha. Yo cha wa sa sa tăng chi huệ áp ba sang tham ma mút ta mang e ta hằng chi quy tăng si yo ba sa tổ tham ma mút ta mang. Yo cha wa sa sa tăng chi huệ áp ba sang tham ma mút ta mang e ta hằng chi quy tăng si yo ba sa tổ tham ma mút ta mang. À, tất đọc thứ hai. Vô cha quá sơ sơ tận chi huệ áp phá sẵn thầm ma mút ta mặn. Ê ca hằng chi huy tận xây vô phá sơ tổ thầm ma mút ta mặn. Vô cha quá sơ sơ tận chi huệ áp phá sẵn thầm ma mút ta mặn. Ê ca hằng chi huy tăng say vô ba sa tô thầm ma mút ta măng. Như vậy thì trường âm, đoạn âm, giọng kinh chúng ta có hai cách đọc. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Giọng kệ bắt buộc đọc lần hai câu, bởi vì ở đây một câu tám từ. Nhiều từ thì chúng ta đọc từng câu một, nhưng mà ở đây một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai để âm thanh nó nương nhau lên xuống. Vô cho quá xa xa tân chi quên a ba san thâm ma môn ta mặn. Ê ca hăng chi quy tăng xây dụng bài xa tu thâm mà muốn ta mặn. Vô trong hoa xa xa tăng chi huệ là ba sân thâm mà muốn ta mặn. Ê ca hăng chi quy tăng xây dụng bài xa tu thâm mà muốn ta mặn. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. À, xin mời sư Meta, sư Kim, sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Cảm ơn cụ Kim, cảm ơn Amen cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cụ Kim Nhung. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Tý Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không cùng chư tôn đức, kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 115. Vô cha wa sa sa tăng chi huệ a ba sang tham ma mút ta mang. Ê ca hằng chi huy tăng say vô ba sa tô tham ma mút ta mang. Và con xin phân tích vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhất, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo dấu nguyên âm, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mang trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Vô cha wa sa sa tăng chi quê a bát sang thăm ma mút ta mặn. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mang trường âm đọc theo dấu nguyên âm.
Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sát tô tham ma mút ta mang. Dạ con xin đọc lại hết bài. Yo cha wát sát sát tăng chi quê á bát sang tham ma mút ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sát tô tham ma mút ta mang. Yo cha wát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha quát xa xa tăng chi thế a bát sang thăm mà muốn ta mang. Ê cả hàng chi quỷ tăng say vô bát xa tô thăm mà muốn ta mang. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Hình như là con kính mời cô Kim Nhung. Con xin kính chào sư Trí Đức, chư quán thông, các tu và các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 115. Vô cha quát sa sa tăng chi quê áp bát sang tham ma mục ta mang. E kha hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mục ta mang. Vô cha quát sa sa tăng chi quê áp bát sang tham ma mục ta mang. E kha hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mục ta mang. Phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm, xá xá, hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê, hai trường âm thông thường, câu số 2, á đoạn âm, pass, trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thắng, má đoạn âm, múc trường âm nhắn, tá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô cha quát sa sa tăng chi quê áp bát sang tham ma mút ta mang. E kha hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Phân tích câu số 3. E kha hai trường âm thông thường, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi trường âm thông thường, quý đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhắn, vô trường âm thông thường, câu cúng cuội hai câu cuối cùng, pass trường âm nhắn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm nhắn, má đoạn âm, múc trường âm nhắn, tá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê ca hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Vô cha quát sa sa tăng chi quê à bát sang tham ma mút ta mang. Ê kha hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Vô cha quát sa sa tăng chi quê à bát sang tham ma mút ta mang. Ê kha hằng chi quy tăng say vô bát sa tô tham ma mút ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng
tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 115. Thì đi uống nước anh nghĩ mệt rồi, không có cho bông qua gì đâu. Quý vị, tôi đọc quý vị có thấy tôi sai gì không? Xin quý vị chỉ ha. Thư chắc đi uống cà phê rồi, hay là ông đứt lùng không biết nữa. Sư ý sư, con có sai gì sư sửa cho con nha sư. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Hình như mời người kế tiếp là cô Hồng Thị Kim Dung phải không? Dạ. Nếu không phải thì sorry nha. Xin trả máy lại, chúc quý vị một ngày ăn vui nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 115. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang tham ma mô ta mang e ca hang chi vi tang say yo ba sa to tham ma mô ta mang. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang tham ma mô ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say yo ba sa tô tham ma mu ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha qua sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mô ta măng. EK là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hằng chi quy tăng say yo ba sa tô tham ma mô ta mang. Yo cha qua sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mô ta mang. Ê ca hằng chi quy tăng say yo ba sa tô tham ma mô ta mang. Con xin kể ạ. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mu ta mang. E ca hang chi quy tăng say yo ba sa to tham ma mu ta mang. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mu ta mang. E ca hang chi quy tăng say yo ba sa to tham ma mu ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đại tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, kính lễ cô tu nữ Nhân Pháp,
Xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 115. Yo cha wasa sa tang chi we apasang tham namutta mang eka hang chi we tang say yo pasa to tham namutta mang. Yo cha wasa sa tang chi we apasang tham namutta mang eka hang chi we tang say yo pasa to tham namutta mang. Vô là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá, xá hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi, quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, pas trường âm nhấn, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wasa sa tang chi we apasang tham mamuta mang. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. E ka là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e ka hang chi vi tăng say vô pass sát tô thăm ma mút ta măng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 115. Yo cha wasa sa tang chi we apasang tham mamuta mang eka chi vi tang say yo pasa to tham mamuta mang. Yo cha wasa sa tang chi we apasang tham mamuta mang eka hang chi vi tang say yo pasa to tham mamuta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Yo cha wasa sa tăng chi quê a tăng tham ma mu ta mang e ca hăng chi vi tăng say yo pa sa to tham ma mu ta mang. Yo cha wasa sa tăng chi quê a pa sang tham ma mu ta mang e ca hăng chi vi tăng say yo pa sa to tham ma mu ta mang. Dạ, con đã đọc phân tích và xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh một post bài. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Quán Không, con kính chào toàn thể đạo tràng. Cho con xin được kệ và đọc tiếp câu 115 ạ. Con được đọc. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang tham ma mút tam măng e ca hang chi quê tăng say yo pa sa to tham ma nút tam măng. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pan sang tham ma nút tam măng e ka hang chi quy tăng say yo pan sát tổ tham man mút tập măng. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, wat là trường âm nhấn, xá là hai đoạn âm,
tăng là trường âm đọc theo giọng ngân âm, chi là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng ngân âm, thăm là trường âm thông thường, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wa sa sa tăng chi we apan sang tham manut tam măng. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4. E ka hang chi quy tăng say yo pas sa to tham ma mut tam măng. E là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quế là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tham là trường âm thông thường, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ka hang chi quy tăng say yo pasato tham ma mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Dạ, con xin được đọc lại một lần nữa. Yo cha wa sa sa tăng chi we apan sang tham ma mut ta mang e ka hang chi we tăng say yo pan sa to tham ma mut ta mang yo cha wa sa sa tăng chi we apan sang tham ma mut ta mang ê ca hằng chi quế tăng say yo ba sa to tham ma mu ta măng yo cha wa sa sa tăng chi quế a pa sang tham ma mu ta măng ê ca hằng chi quế tăng say yo ba sa to tham ma mu ta măng ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Metta, cảm ơn cô Kim, dạ, cảm ơn cô Hồng Mai và Xích Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 115 ngày hôm nay ạ. Dạ, con chưa thấy được bài. Dạ, chắc để con kéo xuống. Dạ, câu số 115. Dạ, cảm ơn Sít Quang Thanh. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang tham ma mut ta mang e ka hang chi wi tang say yo pat sa to tham ma mut ta mang Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang tham ma mut ta mang e ka hang chi wi tang say yo pat sa to tham ma mut ta mang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, wat là trường âm nhấn, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi
Quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang tham ma mút ta măng. Câu số 3 và câu số 4. E ka hang chi wi tang say yo bát sa to tham ma mút ta măng. E ka là hai trường âm thông thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ka hang chi quý tăng say yo bát sa tổ thầm ma mút ta măng. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo cha wát sa sa tăng chi quê á bát sang thầm ma mút ta măng. E ka hang chi quý tăng say yo bát sa tổ thầm ma mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wat sa sa tăng chi we a ba sang tham ma mut ta mang. E ka hang chi we tăng say yo ba sa to tham ma mut ta mang. Yo cha wat sa sa tăng chi we a ba sang tham ma mut ta mang. E ka thang chi vi tăng say yo ba sa to tham ma mu ta mang. Dạ con đã kệ và đọc xong có sai, nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời cô tu nữ Túc Phúc Hạnh ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, sau đây con xin đọc bài. Câu Pháp Cú số 115 ạ. Yo cha wat sa sa tang chi ve abat sang tham ma mut ta mang. E ka hang chi vi tang say yo bat sa to tham ma mut ta mang. Yo cha wat sa sa tang chi ve abat sang tham ma mut ta mang. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, xá xá tăng, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi vê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xăng là trường âm đọc theo giọng âm, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wat sa sa tăng chi ve apa sang tham ma mut ta măng. Câu 3 và câu 4. E ka hang chi vi tăng say yo ba sa to tham ma mut ta măng. E ka là hai trường âm thông thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say về là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm,
Mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ca hằng chi vi tăng say yo bát sa tô tham ma mút tá măng. Yo cha vát sa sa tăng chi về áp bát sang tham ma mút tá măng. E ca hằng chi vi tăng say yo bát sa tô tham ma mút tá măng. Yo chấp vát sa sa tăng chi về áp ba sang tham ma mút ta măng. E ca hằng chi vi tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin kệ. Yo cha va sa sa tăng chi về a pa sang tham ma muốn ta mang e ca hang chi vi tăng say yo ba sa to tham ma mua ta mang. Dạ, con đã đọc và kể và phân tích xong, cách sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài ạ. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, đạo tràng nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Bích Ta đã cho con kính nhận và con cô Hồng Hoa. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Thức Thượng Tọa Quán Không và con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 115. Yo cha quát. Yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta mang yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang e ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá xá là 2 đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là 2 trường âm thông thường, á bá là á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e ca là trường âm thông thường. Yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta măng. Câu 3 và câu 4. E là chữ K là 2 trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin thầy
e ka hăng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma bút ta măng. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma bút ta măng e ka hăng quy tăng say yo. À, con đọc sai rồi. Ê ca hằng chi quy tăng say yo bát sát tổ tham ma mút ta mang yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tha thăng tham ma mút ta mang ê căng a ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta mang yo cha quát sa sa tăng chi quê a bát sang tham ma mút ta mang a ca hằng chi quy tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta mang. Dạ, con đã đọc và con đã đọc và phân tích con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin kính mic. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, ở đây thì mọi người cũng đang ngủ nên là con đọc không được to rõ ràng, nên kính mong đạo tràng và sư hoan hỷ cho con.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Em lâu à. À, hôm nay chị Mita, chị Kim, chị Tổng Mai, chị Kim Nhung, chị Pháp Nguồn, Quỳnh Giang Nhật Hà, cô Tôn Đỡ Phúc Hạnh và chị Quang Thành. À, bị nạn gặp cũng hay hết á. À, xong cái ngày rồi. Hết ngày đọc phải không? Alo, còn ai đọc nữa không? À, câu Phật ngôn 115. À, câu Phật ngôn này chúng ta thấy có một người thôi. Có một người. À, rất dễ hiểu ha. Chữ thầm mắm mút tạm măng, thầm mắm mút tạm măng. Vô cha quá sơ sơ tăng chi quê. Vô là người nào, cha là và, quá sơ sơ tăng là 100. Chi quê là đời sống. À, có nghĩa là và người nào sống 100 năm ha. Apasang là không thấy. Á là không. Pasato, pasati, cái động từ thấy. Thì apasang là không thấy. Thâm mắm mô tạm mân. Ở đây do cái từ thâm mân cộng với ô tạm mân. Chữ thâm mân do cái từ thâm má. Thâm má là một danh từ nam tính. Akran ta nam cung sạch hà. Akran ta phung linh giá. Và chữ thâm má đó được chia theo đổi cách đối trị giao quyết phát tế công quá trình á. Cho nên thâm má biến thành thâm mân. Rồi chữ Uttama. Uttama tức là tuyệt vời, cao thượng, tối thượng. Thì như vậy chữ Uttama cũng được chia theo đối các số ít đối trị giao phát tế e cao quay trần á. Cho nên Uttama biến thành Uttama. Vậy thì thâm má Uttama có nghĩa là pháp tối thượng, pháp cao quý, pháp tuyệt đỉnh, pháp vi diệu. Rồi e ca hằng chi quý tăng xây dồ. E ca hằng là một ngày, chi quý tăng đời sống xây dồ là tốt hơn. Pasato thâm mắm mút tạm mân. Chi pasato ở đây là thấy. Thâm mắm mút tạm mân là pháp tối thượng, pháp vi diệu. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy có một từ thâm má mô tập mần. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhầm lẫn cái từ e ca hằng. Chữ e ca là số 1 ha. Rồi chữ á hằng. Á hằng có phải là tôi không? Alo. Nếu mà e ca hân một ngày và e ca hân là tôi duy nhất hân ấy, e ca là một mình tôi duy nhất. À, như vậy thì sao đây? Cái này phải hỏi chị Kim mới được. Alo, chị Kim về văn phòng giỏi lắm mà. Alo, chị Kim nghĩ sao chữ e ca hân mà nó một ngày, mà e ca hân cũng có thể là một mình tôi duy nhất, chỉ có mình tôi, thì sư Kim nghĩ sao với từ này? Rồi học họ hỏi thắc mắc là phải giải quyết liền đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Thông, các sư, các cô tu nữ, những vị Phật tử. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Chữ e ka hăng do hai chữ e ka và á há. Ok, á há là ngài, còn á hăng á là tôi, là cái khác. Rồi còn e ka á hăng nó ghép với nhau là e ka há, nhưng mà nó chia theo đối cách thì nó là e ka hăng.
chứ nó không phải là cá cộng á hàng đầu. Sư nói nhiều lần lắm rồi, nó là một, là e cá là số một, á há là ngày, số một ngày qua đi, rồi một ngày qua đi, rồi ta cũng sẽ chết thôi. Không phải đó sư, đâu phải là á hăng đâu, không phải đâu, sư nói nhiều lần lắm rồi, con đâu có hỏi sư về câu này đâu. Trời ơi, con dưới lầu con chạy lên mệt quá, con vừa mới ăn được vài miếng đó bụng quá hồi nãy, con đi mua đồ về con ăn. Con xong rồi sư. Có người khen con là cô chim giỏi nè. Hồi nãy không biết, hình như là cô Pháp Môn Lào Cai á, lúc mà cô phân tích á, cô có đọc lại mấy cái text người ta để lên không? Cô phân tích chữ thâm á, chữ thâm á, thâm nó là trường âm ngắn mà cô nói là trường âm thông thường đó. Không biết phải cô không hay người khác, quên đi rồi. À, con xong rồi đấy sư. E ca hằng tức là e cá cộng với a há. E cá là một, với số một đó, a há là ngày, e ca hằng là một ngày. Một ngày mà nâng ra hai chữ, nó e cá gì cộng với a á há là e ca, nhưng e ca há, nhưng mà nó chia theo đúng tiếng giáo vì phát e ca quá chán á, thành ra nó đọc là e ca hằng. Xong rồi con xin trả máy lại. Alo, 1, 2, 3, chị Kim. Chị Kim nói e ca cộng với a há. A há là ngày, e cá là một, mà chữ a há ở đây được chia theo đối cách đối tỷ giá của phát thức e cá quan trọng đá, cho nên a há biến thành a hằng ha. Và trong cái logo sanh thế, e cá cộng với a hằng cũng biến thành e ca hằng. Nhưng mà rủi ở đây chữ e cá cộng với a hằng được không? Alo, xin kêu chữ e cá cộng với a hằng được không? A hằng là tôi, mà chữ e cá cộng với a hằng nó biến thành e ca hằng được không? Không hả? Một mình tôi hay là duy nhất chỉ có tôi, e ca hằng được không? Không hả? Tại sao không được? E cá cộng với a hằng nó biến thành e ca hằng. Một mình tôi duy nhất, ná a hằng là sao mà ná được? Ná là không, cộng với e cá là một nè, cộng với a hằng là tôi nè. E cá cộng với a hằng nó biến thành e ca hằng. E ca hằng thì nó có ý nghĩa một, chỉ một mình tôi. Nhưng mà ở đây cộng với a há, cho nên nó là một ngày ha. Một ngày. Như vậy thì trong cái câu này chúng ta thấy chỉ có một từ thôi ha. Thâm má mút tạm măng, tức là thâm măng cộng út tạm măng, chỉ có một từ gọi là pháp tối thượng. Pháp tối thượng. Vậy thì thời gian còn nhiều, còn cả tiếng đồng hồ. Vậy thì chúng ta hãy hiểu như thế nào về cái pháp tối thượng. Hay sống 100 năm, không coi là 7 hả? Và bảy gì mà giờ coi như cái lên mà phân tích đi, cái lên có ý kiến đi, rồi khi đó chúng ta so sánh với duyên sự ha. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Vậy thì cái pháp tối thượng là cái pháp bất tử ha, chứ sao? Tuyệt vời, cao tột nhất á, vi diệu nhất á, thù thắng nhất á, đó là bất tử, này gọi là pháp tối thượng. Chứ còn ở pháp tầm thường thì gọi là sao tối thượng được? Chính xác. Vậy thì ở đây pháp tối thượng trong cái tục đế này, trong cái mà trong cái rùm chúng ta đường sinh hoạt này, pháp tối thượng là cái gì? Cái mà
đúng biết đúng, sai biết sai. Quý vị vươn lên chính mình, quý vị tự tin lên chính mình, quý vị cảm thấy rằng à, hôm nay mình tiến bộ, mình đứng vững trên đôi chân của chính mình, thì đó là cái pháp tối thượng tương đối nha. Chứ còn đừng có so sánh với cái pháp phật bất tử, cái pháp tối thượng của các bậc thánh, mà chúng ta thấy cái tối thượng trong chính bản thân của chúng ta. Alo, được không? Quý vị tự tin mà, à, khi quý vị lên, quý vị đọc câu Phật ngôn này, quý vị phân tích biết đây là trường âm, đây là đoạn âm, mà trường âm là trường âm gì? À, thông thường ha. Nhưng mà có người gọi là trường âm tông tường, à, thì tông tường ngã tường rồi, bây giờ sợ không dám vô. Nhưng mà thật sự nó là thông thường, đọc mà đọc có biết đó là tông tường, u đầu rồi, sức tráng rồi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trường âm tông tường ít có vô đạo tràng của chúng ta. Còn mà trường âm có một rồi, lúc này cũng biến mất cái chữ một rồi rồi, mà gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi những cái từ không phải là trường âm thì trong đạo tràng của chúng ta nói rằng đó là đoạn âm chứ không phải là đoạn âm. Mà hôm nay đoạn âm cũng không thấy đến với đạo tràng của chúng ta. Alo, alo, còn nghe không? Vẫn còn mút rồi hả? À, vẫn còn mút rồi, nhưng mà đã là hết nghe. Đây là trường âm mút rồi, mút rồi mà gọi là trường âm đập tới giọng nguyên âm. Rồi, như vậy là quý vị, nghe là khi mà chúng ta trong cái học là có cái tu trong đó, chứ không phải nói ô đây là pháp học, không có pháp hành. Học là hành. Bởi vì sao? Thân nè, thọ nè, tâm nè, pháp, chúng ta đều áp dụng, chúng ta đều áp dụng. À, bởi vì sao? Có cái thân này cho nên chúng ta mới phân biệt được danh và sắc. À, có cái thân này chúng ta nhìn vô chỉ vô, à, thì đó là một đối tượng để làm cái gì? Mắt chúng ta nhìn thấy nó. Rồi chúng ta có một cái sự nhận định, rồi chúng ta biết nó là trường âm hay đoạn. Rồi chúng ta có một cái sự phân biệt ha. À, rồi chúng ta nhận định ha. Như vậy thì sao? Thân thọ tâm pháp của chúng ta hướng về đối tượng này và biết đó là một trường âm thông thường. Ngoài trường âm thông thường ra, chúng ta còn hiểu chỉ vô là người nào. Vô là người nào? Người nào chứ không phải là chính mình, bởi vì bên ngoài. Nếu mà nhìn vô đó thì chúng ta cũng có vấn đề tu tập, bởi vì khi mà chúng ta không hướng tâm, à, thì chúng ta đập đập. À, khi mà chúng ta ai đó nữa hả? Vậy ai đó nữa là cái gì? Người nào thôi được rồi, ai đó nữa thì thêm nhiều người quá rồi nó ru làm sao? À, chỉ biết đó là người nào, và người nào đó thì cái sự nhận định của chúng ta, à, nam nữ, à, chỉ vô này á, vô này không phải là người nữ nha, chỉ là ví da. Nha, nam ơn người nữ, còn vô là nam tính, là người nam. Vô là cái ông nào, cái thằng nào, chứ không phải là cái bà nào đó nghe. Cái này dĩ gia mới là bà nào. Rồi, thì như vậy, ở đây pháp tối thượng là pháp gì? Là cái mà chúng ta thấy được sự thật, thấy được thật tính của nó.
À, thì cái pháp tối thượng là cái mà chúng ta sống với thực tế này, hiện tại này, chúng ta đọc, chúng ta biết đúng hay là sai. Cái tối thượng chính là cái mà chúng ta đang va chạm, mà chúng ta không để cái bản ngã của mình chi phối. Ồ, người ta khen khỏi quá, người ta vỗ tay là vỗ thêm chân nữa, đâu có thấy đưa bằng chân vỗ đâu. À, người ta vỗ tay mà biết người ta vỗ tay, chứ không phải nói người ta vỗ tay là cái quẹo qua, nói người ta vỗ tay vỗ chân. À, thì cái gì mình thấy phải thấy đúng sự thật, chứ không phải thấy cái bàn tay người ta rồi kèm theo cái chân của người ta nữa. Không có chân trong này. À, vỗ tay thì biết vỗ tay. Cái quan trọng ở đây là mình thấy sao mình nói vậy, có sao nói vậy người ơi ha. Cái đó là chân thật, đó là đúng ha. Còn bây giờ mình thấy cái này mình nói quẹo với cái khác, à, chứng tỏ là con người mình nó cong quẹo. À, sắc giới tính đâu có xăng pha nhớt cô Kim. À, hay. À, sắc giới tính đâu có sân pha nhớt, mà sân pha nhớt là có nghĩa là hai phải không? À, hai phải hay là wifi. Rồi như vậy là có lý do để chúng ta coi như phát triển câu Phật ngôn này. Rồi trước tiên xin mời Sĩ Kim khẳng định lại giới tính của mình. Rồi xong Sĩ Kim xong rồi mời Huynh Giang Nhạc Hà ha. Rồi trước tiên mời Sĩ Kim có ý kiến về câu Phật ngôn này. Ở đây pháp tối thượng là cái gì? Có sao nói vậy? Người ta vỗ tay, nó vỗ tay đừng có thèm vỗ chữ vỗ chân nữa. Đó là pháp tối thượng. Rồi trình bày coi. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư núp lùm, các cô tư nữ và các cô tư nữ núp lùm nữa, và quý vị trong đạo tràng. Chàng nét ơi, con thấy bên Mỹ nè, đê đê nè, ghê nè, tùm lum tùm la hết trơn á. Rồi thằng cha lão tổng thống thầy ký chuyên môn lên ký nói bậy nói bạ, ai mà hỏi gì chạy mất tiêu à, không có biết trả lời, ổng mà trả lời được con chết liền tại chỗ đó. Rồi bây giờ đó sư biết không, có ở California này nó yên lắm rồi đó, mấy cái restroom á nó không, lúc trước nó còn để là for men for women, bây giờ nó nói cho tất cả luôn à, ông vô đàn ông vô những cái gì đó hà. Bây giờ mấy trường học mấy đứa học sinh nó còn ớn nữa đó, có nhiều chuyện là không có, mình không tưởng tượng nữa, không có xảy ra được thì ở cái đất nước Mỹ này đều xảy ra được hết trơn. Còn thấy vui lắm đó. Thấy quái đản lắm nhưng mà cũng phải có thôi. Nè, rồi khi nói về vỗ chân ha, vỗ chân nè, con thấy rồi đó, mấy đứa con của mấy bà chị con đó, mấy bà chị con, tại vì con út nhỏ nhất trong nhà đó, thành ra lúc mà con lớn đó, có một người chị lớn, con lớn hơn tên con tới 15 tuổi lận, lúc mà con 2-3 tuổi là bà có con rồi, mấy bà chị con xinh đẹp lắm, mấy bà lớn mình cái là 18-19 tuổi, người ta dớt bà đĩa trơn rồi. Cái mấy bà đây sinh năm một không à, hết bà này tới bà kia, năm nào cũng có mặt một hai bà đi về nhà má con nằm ổ để má con chăm sóc gì đó lum đó. Ông anh con nói trời ơi, tao thấy cái bụng mấy đứa bay sao không ở không à, năm nào cũng đẻ hết trơn à. Thì rồi, mấy đứa con nít đó nó mới sinh đó, má con với mấy bà chị còn không có cho con bồng đâu, nói con cho mày đừng có bồng mấy đứa con nít đó, mày sao học ngu lắm, con nghe học ngu con sợ lắm, con đứng ở ngoài cửa phòng con dòm dòm vậy nè. Nhưng sau này con biết rằng tại vì cái tánh con lôi trôi á, như con trai vậy à, không biết trời đất thì cứ vô bồng sợ bồng nó lẫn hồi rớt cái nhỏ đất nó chết hay gì mất công lắm, đuổi nó ra đi không cho nó vô nữa. À, với lại trong đó con cũng thích vô, nó mấy bả nằm than nằm diễn vô hôi nó chết luôn vậy đó. Nhưng mà sau chừng 2-3 tháng mấy đứa nhỏ nó sủi sữa, nó dễ thương lắm.
Con thấy má con bồng nựng nó, rồi bà dùng, bà lấy vỗ tay, rồi bà lấy vỗ chân, rồi con hỏi sao vỗ chân được. Cái bà cầm mấy cái chân nó phải vỗ vỗ nè, tại mấy đứa con nít cái người nó ngắn, nó tròn trịa, nó vỗ tay, vỗ chân, má con vỗ chân, nó nghe cái miệng cười, nó dễ thương lắm, bởi vì con nhớ, mỗi lần con nhớ vỗ tay, con nhớ vỗ chân vậy đó. Quý vị có thấy mấy đứa con nít không, dễ thương lắm á, nó vỗ chân, mình vỗ chân, nó thích lắm. Nó cười te tét miệng, nó hai cái chân cong cong, nó vỗ vỗ, nó dễ thương. Chứ mình lớn hay chân mình dài quá, mình vỗ đâu có được đâu, mình chỉ phủi bụi chân thôi. À, nói qua nói lại, để con quẹo lại cái câu pháp cú của cuốn cùi của Phẩm Nhàn này, để con thôi sư nói. Trời ơi, bà tám rồi, bà tám, bà nói nhiều quá hà, bà quẹo vô bài đi. Bà tám, nói cà dê dê ngỏng, bà mũi mỏ nhọn nữa. Trời ơi, giết mỡ con chắc nhọn dữ lắm đó. Hồi đó con nghe bà chị con về Việt Nam năm 94 lần đầu tiên con về đó, để con lo giấy tờ cho ba má con, kêu ba má con đi á, để má con đi mà ba con thì lưỡng lự. Mấy bà người kia nói nhiều, mấy hàng xóm chữ lộn nhiều, cái chị con nói trời ơi mẹ đó là mỏ nhọn, con tưởng bà cái mỏ bay nhọn giống như con két hơn gì đó. Ủa cái mỏ bay nhọn chứ lắm hả? Đám người nó cười lên, nó nói chứ trời ơi đúng là Việt kiều không biết gì vậy, mỏ nhọn là gì vậy? Mỏ nhọn là nó nhiều quá đó, nó nói hoài, nó không chịu ngừng, nó nói không ngưng nghỉ, nó nói như nó nói không điền cho non vậy đó. Con mắc cười quá à. Đại khái vậy thôi, giờ tản mạng chút đỉnh rồi, thôi quay về cái bài này đi. Để thôi, mấy người kia hồi hộp quá à. Đầu tuần mà bữa nay là ngày lễ bên Mỹ đó, người ta không có đi làm việc hết sư. Thành ra ở xe cộ cũng không có đông lắm. Con nãy con đi, con ráng con đi mua pizza về cũng ăn. Cũng ăn ngán quá, hở cổ à. Thôi vậy con nói lại diễn dịch về cái kinh pháp cú số 115 là cái câu cuối của Phẩm Nhàn, cũng là một cái bài, cái câu rất là hay. Cái chữ chính trong đây là Đức Phật nói thầm má múc tá măng, thầm má múc tá măng, do hai chữ thầm má và út tá măng. Út tá măng hay là út tá má là tối thượng tuyệt vời, tức là số 1 không có gì hơn á, là út măng. Mà khi mà con học về grammar Pali á, văn phạm Pali, thì cái cách chia mà của số 1 là tôi và chúng tôi, thì nó chia là Uttama Purisa đó, thì nó cũng kêu là út, nó cũng là số 1 á, cái đầu tiên hết. Nhưng mà ở đây thì nó dịch là tối thượng. Thì pháp tối thượng là pháp gì? Trong sách vở thì nói pháp tối thượng là pháp tuyệt vời. Nó tuyệt vời chỗ nào? Tại vì pháp là những lời do Đức Phật giảng ra, những cái lời, những cái này á, thì cái gì mà Đức Phật pháp và Đức Phật giảng ra thì nó hoàn hảo, nó phô phịch, nó không có tì vết, nó không có chê chỗ nào hết. Nó phần đầu Phật nói câu đầu, Phật nói câu giữa, Đức Phật nói câu cuối, tất cả các câu đều là toàn hảo, hoàn hảo, không có sai sót, không có gì hết. Tức là pháp của Đức Phật thiết ra nó đúng trong quá khứ, nó đúng trong hiện tại và nó đúng trong tương lai. Nó nghĩ tức là nó vượt thời gian, nó không có già, nó không có héo, nó không gì hết. Nó đúng hoàn toàn. Cái những triết lý, những định lý, những cái định luật hay luật pháp của nước này qua nước kia thì nó lúc nào nó cũng thay đổi. Luật pháp của nước này qua nước kia thì không áp dụng được, tại vì cái ngôn ngữ, cái tục quán, cái xứ sở người ta không áp dụng được. Chẳng hạn như cái nước trên cái xứ mà Eskimo đó, cái dân mà dân sống rừng lạnh đó, bốn mùa đều tiết thủ chân, lạnh muốn chết luôn. Thì đi hỏi những người mà sống dân Eskimo á, thì nó sống không quá 60 tuổi, tuổi thọ của nó không nhiều, nó không có nhiều mặt trời. Mà nếu về chữ nghĩa, về tiết á, thì nó hơn 5.000 chữ luôn. Tiết rơi nhẹ, tiết rơi lúc mà mưa rơi, tiết mà lúc trời đông đá, lúc mà tiết rơi, lúc mà gió bão. Nó có tới hơn 5.000 chữ luôn, rất là nhiều. Nhưng về nói danh từ technology thì nước Mỹ là number one. Nó rất nhiều về là danh từ về kỹ thuật, đại khái như vậy. Thì về luật pháp cũng vậy. Luật pháp áp dụng là này, thì qua 1-2 năm sau, không đúng trở ngược lại thôi. Luật pháp, bởi vì lúc mà con học về công dân giáo dục đó, thì con thấy ông giáo sư dạy cho tụi con á, thì cái định luật gì đó của này đi qua bình bước qua cái rặng núi Pyrene vậy đó thì nó khác, nó không áp dụng được. Thì nhưng mà đối với
pháp của Đức Phật dạy hả, thì nó vượt thời gian, nó không có già, nó không có bị gì đó, out day là gì ta, là nó bị sai, nó không có còn mới mẻ, nó cũ rồi, chẳng hạn gì. Pháp của Đức Phật lúc nào cũng đúng hết. Các chư Phật trong quá khứ, các chư Phật hiện tại và các chư Phật trong tương lai đều nói pháp giống nhau, và các pháp nó đều giống như vậy. Tại vì những cái pháp của các ngài nói ra là nó có sẵn ở trong vũ trụ này, như định lực, nhân quả, đâu phải Đức Phật đặt ra đâu. Ngài với trí tuệ, ngài lúc ngài đắc thành đạo quả, chánh đẳng chánh giác, ngài thấy nó ra giống như vậy, cũng như là cái ba gốc vô thường, đau khổ, vô ngã, nó cũng có sẵn trong thế gian này, mà người ta không có nhận biết, người ta không biết cái đó, người ta vẫn như nào si mê theo những cái điều mà họ cứ tưởng là đúng nhưng thật ra nó là sai. Ngài nói ra cái đó là như vậy, cái đời nó khổ tại nó giống như vậy, vậy tại sao nó khổ, nó có những nguyên nhân làm sao, ngài nói ra. Ngài rồi ngài chỉ cho chúng sanh làm cách nào để vượt khỏi cái khổ, thoát khỏi cái khổ đó, để mà vượt qua cái tâm giới này và đi vô Niết Bàn. Thì cái pháp tối thượng của ngài thâm má múc tâm, tức là cái pháp không có già, không có lỗi thời, lúc nào cũng đúng hết. Thì nó chính là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Tức là mấy người như là bậc sơ đạo, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả. Nói theo bên Bắc Tông á là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Hoàng với Hàm. Con cứ lộn mấy cái đó, nhớ con phải mỗi lần con phải tập trung để con nói cho đúng á. Rồi A Na Hàm, rồi A Na Hán, A Na Hàm với A Na Hán là con không có lộn bao giờ hết. Có người Tu Đà Hoàng á, người ta còn nói đúng Tu Đà Quận gì đó, con cũng biết nữa, con mệt quá hả. Sơ đạo sơ quả là dễ nhất đó. Thì cũng như là Đức Phật nói trong định đó là có mấy cái đệ tử, mấy sa môn của ngài, sa môn định nhất, sa môn định nhị, sa môn định tam, sa môn định tứ, tức là mấy cái nguyện mà sơ quả, nhất quả, nói sức quả cho dễ, nhất quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là như vậy. Thì những cái pháp của ngài chúng từ thấp đến cao, từ những kinh, những câu tầm thường như là cái câu nè tâm dẫn đầu các pháp chẳng hạn, nó lúc nào cũng có. Rồi nhân quả, mình làm cái gì thì nó cũng đi theo mình, giống như bóng như hình, giống như cái gương có cái bóng gì đó, mình đi giống vậy, không bao giờ sai trái hết. Không, cái nhân quả nó không bao giờ nó thiên vị với ai hết, cho dù ông đó là ông trời, ông đất cái gì. Khi ổng làm một việc ác thì ổng vô ổng sẽ lãnh được cái quả đó. Giống như người nói nôm na cho dễ hiểu, mình trồng cây cam thì mình được ăn trái cam, mình được lá cam, mình được lá chanh, thì mình trồng cây chanh thì được lá chanh, trái chanh mình ăn. Mình không trồng gì thì là ăn không khí, chẳng hạn như vậy. Thì con thấy cái pháp này như vậy. Trời ơi, con nói tự giận biết bao nhiêu lâu nữa, còn thứ 15 phút là 3 giờ nữa, để con nói gì cũng đủ vậy sư, để cho người khác nói đi, để sư nói mở nhọn nó nhiều quá không chịu ai nói hết trơn á. Chính pháp thân, chính pháp thân là gì? Chính pháp thân, chính pháp thân không biết nữa, không lỗi thời. Thầy tự giờ nhắm mắt ha hả nói không, người ta phốt lên không có đọc gì trơn. Chính pháp thành, chính pháp thành, chính pháp thành là gì ta? Không rõ nha. Con chỉ biết pháp của ngài chỉ có 6 cái đặc tính thôi. Thứ nhất là hoàn hảo, không lỗi thời. Còn mỗi ngày con đọc kinh đó, con biết chấm vậy đó. Thì không biết nói gì nữa ha. Thì chia ra nói tóm lại, có pháp học, pháp hành, rồi pháp thành. Nếu chúng ta học cái pháp của Đức Phật, người ta hành theo đúng của những gì ngài dạy, người ta sẽ thành thôi. Đó là trồng, lấy cái hột cam, trồng cây cam, có công trồng cây cam, trồng xong rồi phải có trái, là trái cam, tức là pháp thành. Vậy xong rồi đó sư, con nói đủ rồi đó. Bốn đạo bốn quả, biết là cái đó là pháp tối thượng rồi. Còn gì nữa người ta? Nhắc đi, tổng ơi, không nói nữa, con không biết nói gì nữa, nhiều đó thôi.
con nghĩ một cái gì mà tự nhiên con quên rồi, bây giờ con già thì cứ mỗi lần mà con bị distract cái gì á là con nhắc đi cái dòng nghĩ của con trong cái đầu của con thì nó cũng quên. Bây giờ con quên rồi, con cũng khát nước nữa, con đi xuống con kiếm nước con uống. Thôi con ngừng, con nói giờ mỏi nhọn cũng nhiều rồi, con nhường máy lại cho người khác đi. Con xin cảm ơn các sư, các cô tư nữ, quý quý vị trong Phật tử. Con thấy không ai ném đá chửi cũng chân á, hên thiệt á. Nếu những gì trong lúc mà con nói có gì sai sai lầm, xin quý vị chỉ bảo và tha lỗi ha. Và con xin nhường máy lại và mời quý vị kế tiếp ạ. Alo, 123 123. Nói cho đã, trong khi tiếng Việt Nam không có dấu mà đọc chữ Pháp cũng thấy rõ ha, còn chữ này đọc chữ Thanh hả? Pháp Thánh, tiếng Pháp Thánh, tức là Huynh Nhân Nhật Hà đã nhắc nè, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, đó là tiếng Pháp Thánh. Còn người ta nói tu đà quần, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, chẳng qua là những cái từ thôi. Còn sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì muốn hiểu sao hiểu, nhưng mà nó cũng bao gồm vô trong chuyển pháp thánh, vì thánh mà đọc vốn ra nữa. Như vậy thì sao? Nhìn lên đối tượng để mình biết cái phân biệt. Khi người ta nhắc bốn đạo bốn quả một niết bàn mà đọc chỉ về tiếng pháp thánh mà đọc bốn ra nữa, đúng rồi, tự mình nhận mình là người ngu thì mình mới là người trí. Người ta nhắc mà mình cũng quên luôn. Không sao, lúc đầu á là có ý khi dễ đạo tràng á, tức là đem một đứa bé ra rồi vỗ tay vỗ chân là nói trong đạo tràng này chắc cũng nít không à, cho nên vỗ tay rồi vỗ chân như đứa bé. Nhưng mà khi mà vô phần thì cái nội dung tương đối ổn, cái gì ăn ăn, cái gì cúng cúng, giỡn giỡn thì giỡn giỡn, nhưng mà khi mình nói pháp thì có một cái sự chú tâm. Nhân khổ già rồi, mắt mờ rồi, chiến pháp thánh mà đọc là chiến pháp gì đây, thanh thành thánh được diễn chứ không phải là thánh. Rồi Huynh Giang Nhật Hà đã nhắc bốn đạo bốn quả vô một niết bàn thì đó là chiến pháp thánh rồi còn gì nữa. Cứ nhắm mắt mà mình nói rồi mời Huynh Giang Nhật Hà. Như vậy chi kia mà trình bày vậy thuộc về giới tính gì đây Huynh Giang Nhật Hà? Alo, Huynh Giang Nhật Hà đâu rồi? Im ru vậy không? Đưa tay đi chứ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin ảnh lễ sư Trí Đức, con quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đang ngồi nghe cô Kim nói pháp rất là hay. Cô đưa đi đi Đông, đi Tây, rồi Kim cổ, rồi trên trời dưới đất gì cô Kim kể hết, rồi cô mới quay lại, cô nói pháp, cô chia sẻ thì con nghe hay, mà con nhiều khi sư gọi cái con cũng hay giật mình. Thì cái câu này á thì con cũng chưa có nghe cái duyên sự sư dạy tí nữa, nhưng mà theo con thấy thì cũng giống như trong cái phẩm này thì nói lên cái 100 năm thì trong cái đời sống hàng ngày của con cũng như quý vị đạo hữu trong đạo tràng thì cũng là ai cũng có một cái đời sống, gọi là cái cuộc đời, cái kiếp người,
100 năm, nhưng mà thật ra thì đâu phải ai cũng sống hết 100 năm đâu. Mọi người đều có cái định mệnh và cái thọ mạng dài ngắn khác nhau, tùy theo nghiệp và phước của mỗi người. Thì ai sống 100 năm thì có thể nói lên cả cuộc đời, nhưng mà chỉ cần thấy được một cái câu bất tử, thấy được một cái pháp sinh diệt thôi, hay là thấy được một cái pháp tối thượng, mình có thể mình nhận ra được cái sự vô thường của thế gian thì là mình thành công rồi. Cũng như nếu mà mình học hết 423 câu pháp cú hay là tam tạng kinh điển đi chăng nữa, mà mình không có nhận ra pháp đó, hay là không thấy ra được cái sự vô thường, khổ và vô ngã, thì cũng như là nước đổ đầu vịt, hay là ví như là cái muỗng canh mà không nếm được cái hương vị của tô canh, không nếm được hương vị của giáo pháp. Cho nên vì vậy con hy vọng mình thấy được những cái câu bất tử, những cái pháp sinh diệt, những cái pháp tối thượng cho riêng mình xuyên qua những cái câu Phật ngôn, thì là điều đó thật là tuyệt vời rồi. Còn cái pháp giải thoát ở đây, pháp tối thượng ở đây theo con nghĩ là cái pháp mà pháp thiện và cái pháp bất thiện. Thì pháp thiện là cái pháp cực đoan, nó chỉ đưa mình đi lên thôi, sanh thiên. Cái pháp lợi dưỡng, pháp bất thiện thì là đi xuống. Còn pháp tối thượng giải thoát thì là cái pháp nó đưa mình đi ra. Cái này là cái phần chính. Cái pháp nào mà tối thượng thì là nó đưa mình đi ra, mình thoát khỏi được cái sanh tử luân hồi. Thì hy vọng là mình học qua những cái câu Phật ngôn, những cái phẩm này, thì giống như có những cái chỗ nào đó mà mình thấy được, mình học được, mình đúc ra được cái bài học riêng cho mình. Giống như lúc nãy sư nói, mình đọc một cái câu mà mình tự mình nhận ra cái điểm sai, ngay chỗ đó mình khẩn lại tự mình sửa, là ngay cái giây phút đó là mình thấy được cái điểm sáng để cho mình. Thì mình tiếp tục vào room mình học, thì hy vọng mình gần những người bạn thiền hữu tri thức, gần thầy, gần bạn. Thì giống như những cái câu mà ngoài đời mình hay nghe nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu không có sáng thì cũng nóng. Cho nên mình cũng sẽ học được những cái điều tốt. Chứ còn mỗi ngày giống như cô Kim lúc nãy đề cập tới những cái chuyện mà thời sự, thì lúc nào nó cũng có bên hữu bên tả, rồi có đúng có sai, nó rất là nhiều chuyện. Thì con cũng rút ra một cái lần con học được cái câu pháp á, thì khi mà con thấy những cái chuyện đó thì con trong đầu con có ba câu thôi, ba cái từ thôi, là mặc kệ nó. Mình rút ra cái bài học rồi, nếu mà nó làm cho mình bực mình thì cũng mình cũng mặc kệ nó, kệ nó, mình làm tiếp tục cái chuyện của mình cũng không có quan tâm tới. Mà nó làm cho mình vui quá, mình bị bám theo, thì mình cũng mặc kệ nó, mình cũng bỏ luôn, mình cũng làm những cái chuyện của mình thôi. Nhiều khi con cũng sống ảo, mình cũng lên Facebook rồi có cái điều hay lẽ phải thì mình rút ra, mình học được thì mình học. Cái nào mình không thích thì là mình bỏ qua, chứ mình cũng không có ghim gút vô những cái câu hay là cái của người này người kia. Chứ không thôi là mình sẽ hay bị vướng vô chỗ đó. Mình sẽ cái người này như thế này, tự nhiên bắt đầu mình tưởng ra, rồi mình đánh giá, rồi mình thích hay không thích thì nó kẹt. Nhưng mà khi mình vui thì mình biết mình vui cái lúc đó thôi. Khi mình không thích thì mình cũng move on, là mình cũng cứ lướt qua. Dạ, thì con chỉ có một vài cái quan điểm riêng của con, một vài điểm con về cái câu Phật ngôn này thôi. Có sai hay thiếu sót thì con mong sư và đạo tràng có thể góp ý để cho con được học hỏi thêm. Dạ, con xin dâng mít đến sư và đạo tràng ạ. Sà tu, con Giang Nhật Hà nói chuyện hay chứ ha. Ồ, vậy mà cái núp lùm,
có gì lên chia sẻ nhé. Nhưng mà cái từ mặc kệ nó cũng tùy, chứ không phải đúng cũng mặc kệ nó, mà sai cũng mặc kệ nó. Mặc kệ nó tùy lúc tùy nơi. Khi đó là thiền pháp cũng mặc kệ nó thì thôi xong rồi. Hả? Cái nghe cái câu mà trong bài kinh Vô Thường, khổ não vô ngã, ô hô hoàng hậu Maya, bảy ngày sinh sản vừa qua thăng hà. Cái ý nghĩa là mặc kệ đó, nghĩa là thôi rồi còn gì nữa đâu. Không phải mặc kệ là cái thiện cả, chúng ta đều nhìn vào nó để thấy thực tướng của nó là như thế nào, chứ cái gì cũng bu xuôi mặc kệ là không được. Mặc kệ cũng tùy cái để mà mặc kệ, thì khi đó mình mới thấy được cái thực tánh của pháp, mới thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Chứ còn bây giờ ô mình sống thụ động, ô sao cũng được, sao cũng được, à, thiện pháp lượm lượm liền, cái đó ok. Thiện pháp là lượm liền. Nhưng mà lượm liền coi chừng, coi chừng sao. Thiền là mình thấy được sự thật, thấy được cái bản tính của nó. Chứ không phải thiền rồi cái mình tham, gọi là tham thiền. Ừ, tu mà tham vậy thì tu làm gì? Tu để chứng, để đắc, để thành ông này, thành bà kia. Ha? Bây giờ hỏi Huynh Nhân Nhật Hàn, ví dụ như bây giờ phải thi Hoa hậu đi ha. Thì bây giờ những cái người đẹp đứng sắp hàng như vậy, trước đứng trước và đứng sau, thì bây giờ Hoa hậu ở trong cái số mà những người đẹp đó, cái vị trí của Hoa hậu là ở chỗ nào? Có phải đứng đầu, có phải đứng giữa là Hoa hậu hay không? Alo, Huynh Nhân Nhật Hà còn nghe không? Nghe nói thiện pháp là lượm liền, thì bây giờ Hoa hậu thì đẹp, và người đẹp trong số người đẹp đó thì cái vị trí của Hoa hậu nằm ở chỗ nào? Trời im ru người ta. À, vị ấy à, đúng rồi, không được. Hoa hậu là sao? Được bình chọn sau cùng, không phải. Hoa hậu là cái người đẹp đứng phía sau, cái bóng mà nó đẹp ở phía sau đó gọi là hoa hậu, chứ không phải người đứng đầu tiên. Người đẹp mà đứng sau cùng á gọi là hoa hậu. Hậu là sao? Đúng rồi, nhưng mà người đứng sau cùng á là hoa hậu, còn đứng trước á không phải là hoa hậu. Mà hoa gì đâu á, hoa hậu ẩn mình hả? Rồi sau đó là chuyện vui. Còn bây giờ trở lại à, câu Phật ngôn này, mời Thích Hồng Mai đi. Thích Hồng Mai có ý kiến về câu Phật ngôn này, bởi vì thời gian để mà trình bày cái duyên sự ngắn thôi chứ không có dài. Alo, Thích Hồng Mai đâu rồi? Thích Kim Nhung bỏ chạy mất tiêu rồi. Sĩ Ngọc Mai có ý kiến về câu Phật ngôn này à, qua sự trình bày của Sĩ Kim nè, Huynh Giang Nhật Hà, vị nào trình bày cũng hay hết. Bây giờ Sĩ Ngọc Mai phải thể hiện mình sao cho nó hay này. Dạ, kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lãnh lễ Sư Tiến Đức, Sư Quán Không, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phục Hạnh, kêu và quý tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con chắc là dở nhất so với vị Kim Giang Nhật Hà quá thưa sư, nhưng mà theo con thấy thì cái pháp tối thượng có thể là chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và con đọc được cái câu mà của ngài A Chan Cha nói về cái pháp này là phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ vứt bỏ tất cả, trở thành người biến và không muốn làm gì nữa.
Thì có cái câu này con thấy là cũng giống như trường hợp Giang Nhật Hà nói là mặc kệ nó đó. Nhưng mà Ngài Ajahn-cha thì Ngài giải thích như vậy là con thấy rất là hay. Rất là như là giống như là một cái câu sáng cho trí của con. Thì Ngài Ajahn-cha mới nói là không phải như vậy, mà trái lại họ càng siêng năng làm việc hơn, nhưng họ làm việc với tâm không dính mắc và chỉ làm những việc hữu ích. Dạ, thì con cũng cảm thấy như vậy. Thì trong cái quá trình tu tập hoàn thiện lấy cái bản thân mình, thì con cảm nhận là khi hiểu được pháp, thấy sự vô thường, thì mình sẽ không có dính mắc vô nó nữa, mình sẽ không bị lăn trôi và không bị nó lôi cuốn vào cái dòng đời trôi nổi, mà mình thấy rõ nó hơn, thấy rõ, thấy hiểu được cái khổ và vô ngã trong cái cuộc sống. Nhưng mà thật sự ra thì mình chưa phải là thánh, mình chỉ là người mới tu tập thôi. Thì mình biết được, nhận chân được là cũng là một cái khởi sắc tốt rồi. Thì từ từ thì mình sẽ làm cho cái thân tâm mình nó phát triển trên chiều hướng đi lên. Thì con cảm nhận là nhờ vô được cái gương Phật giáo năm truyền, học hỏi qua những cái bạn đạo, thì con là hiểu biết nhiều hơn về Phật pháp. Và từ đó thì qua cái việc học và đưa vào cả cái việc hành thiền, thì con cảm nhận là tốt nhất là không nên dính mắc vào bất cứ cái gì, thì cả những cái trường hợp xấu đến mình thì mình nhận chân ra nó. Thì dĩ nhiên mình cũng có những cái phản ứng tâm là nó cũng hơi bị chao đảo, nhưng mà mình sẽ không bị dính mắc vào nó và sẽ không bị buồn phiền. Cái phiền não nó lôi kéo mình đi một đoạn dài, mà mình sẽ hiểu được, nhận chân ra nó, thì mình chấp nhận, và từ cái chấp nhận đó thì tâm mình nó sẽ yên bình trở lại và mình sẽ không khổ nữa. Và cũng như là nếu mà tâm mình yên bình và trong sáng á, thì khi gặp những cái chuyện rắc rối trong cuộc sống thì mình sẽ cái tâm mình nó sẽ sáng suốt hơn, định tĩnh hơn, để mà tìm ra cái lối nào mà nó cần thiết hơn, thiết thực hơn để mình giải quyết được cái vấn đề của mình. Và từ đó thì cái việc làm của mình thì nó sẽ sẽ được ổn thỏa hơn. Thì theo cái kinh nghiệm trong cuộc sống con như vậy. Thì trong dòng đời thì thường là những cái từ trường xấu á, sẽ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Vì vậy nên con khi mà con cảm nhận được một ai hoặc là một chỗ nào đó có những cái môi từ trường xấu, thì tốt nhất là con cảm thấy tốt nhất là nên tránh cái từ trường đó đi. Bởi vì nói chung là mình chưa tu tập đến đâu cả, cái tâm của mình cũng chưa vững vàng đâu, mình cảm thấy như thế. Nhưng thật sự ra đó, khi mà tiếp xúc với cái sự thật, tiếp xúc với thực tế á, thì mình mới thấy là cái tâm mình nó còn rất là mong manh và rất là yếu, rất là dễ bị những cái từ trường xấu nó ảnh hưởng đến mình. Và như vậy thì tốt nhất là mình nên, không phải là mình tránh cái từ trường xấu đó đi, nhưng mà mình nói chung là cẩn thận hơn. Và khi mà tiếp xúc với trong môi trường xấu như vậy thì là mình phải luôn luôn là nhìn cái tâm mình nó như thế nào. Nếu mà thấy nó chao đảo quá thì mình tránh ra, là nó được là con cảm nhận nó là điều tốt nhất. Thì về cái tu tập thì nếu mà được những người bạn thiện trí thức ở tâm mình đó thì giúp ích rất là nhiều cho mình. Bởi vì một cá nhân có việc tu tập chưa có được thiền thành lắm thì sẽ là thường dễ chao đảo, và nhiều khi là cũng dễ vui nữa. Và nhờ những cái người bạn xung quanh mình mà họ thấy được cái sự sa sút của mình thì họ sẽ động viên và khuyến khích. Thì mình khi mà được những người bạn mà góp ý á, thì hồi đó con chưa học pháp á, thì con sẽ dễ nổi nóng hoặc là phản ứng lại. Nhưng mà bây giờ đã học được, hiểu được cái pháp của Đức Phật thì con bình tĩnh hơn, định tĩnh hơn, và suy xét xem người ta nói về mình như vậy có đúng hay không. Và nếu đúng thì mình phải có sự thay đổi cho nó phù hợp hơn. Và nếu mọi người không nghĩ đúng về mình thì mình chỉ được cái lúc mà mọi người vui vẻ để mình nói ra cái cá tính của mình để cho mọi người hiểu rõ mình hơn. Và từ đó thì có sự đoàn kết
thương yêu sẻ chia đối với những người bạn đạo, những người bạn thiền trí thức. Thì con cũng rất là kính tri ân những vị thầy, những vị giáo thọ sư đã mở mang trí tuệ con đem giáo pháp Đức Phật để giảng dạy, và nhờ đó mà con hiểu biết được nhiều hơn. Và nếu mà con cũng mong là các vị giáo thọ sẽ thẳng thắn mà như là giảng dạy và uốn nắn cho hàng Phật tử chúng con cho ngày cho được tốt đẹp hơn, cho được vững vàng hơn trên con đường tu tập. Và con có một ít cái lời chia sẻ như vậy. Dạ, có gì sai là xin sư chỉnh sửa giùm con. Dạ, con xin xuống nước ạ. Hello, hello, quý vị có nghe tôi nói không quý vị? Sao im gu bà gù hả? À, vậy à, như vậy là sư mắc bận làm cái gì rồi? Cô hôm mai chia sẻ, sẻ chia đó, sư không có ý kiến gì, sư đang bận rộn rồi đó. Như vậy là đường truyền chẳng tốt, tại vì sư không cầm mic à. Sư ơi, sư giơ tay, sư chân đi, sư ơi, con không thấy ai sư đó. Bây giờ nó đạo tràng nó im lặng, nó vô ngủ thiền hết trơn rồi sư ơi. Quý vị thấy sư vô chưa quý vị? Quý vị thấy sư vô tay không quý vị? Chàng ơi, tôi tưởng đường truyền của tôi bị đứt bóng rồi chứ. Mau mau lên, chị Kim cầm mic. Chàng ơi, quý vị tôi kêu cầm mic nói gì cũng được ha. Hồng Mai ơi, khi nào sư vô cho biết nha, tại vì cái phone của tôi á làm cái phone mà không có update thì cái gì trả tiền cho nó đó, thành ra mình không biết ai vô tay vô chân hết. Khi nào sư vô nói cho mình biết nha. Dạ, yeah, cảm ơn Hồng Mai hả. Theo tôi quan điểm, tôi nghĩ Hồng Mai chia sẻ đó là về pháp hành thành thiền của Hồng Mai thôi, chứ ở trong đây thì nói về cái pháp cao thượng đó, cái đặc tính, cái phẩm chất, cái tính cách của thâm măng đọc là thâm má múc tá măng á, là cái pháp cao thượng. Thế nào là pháp cao thượng, là cái gì, nó nói gì, là Hồng Mai chia sẻ về pháp hành đó. Nên ra nó xa hơn thì pháp hành, pháp học, pháp hành, mình sẽ có pháp hành thì nó đều đúng, đều là pháp của Đức Phật hết. Nhưng vấn đề mình phải được cái tính cách, cái tối thượng của nó là gì, là mình được giải thoát á, giải thoát mình được vô dư niết bàn á, mình nhập niết bàn đó, là mình không có trở lại, không có đầu thai, không có trở lại trong tam giới, về như là dục giới, sắc giới, gì vô sắc giới, mình vĩnh biệt đó rồi, đi luôn rồi, không bao giờ trở lại hết. Bye bye, never see you again, là giống vậy đó. Thì cái pháp của Đức Phật là nó như vậy, nó vượt thời gian, nó không bao giờ già, nó không bao giờ sai, nó không bao giờ lỗi thời, nó không được gọi là không bao giờ dỗm hết trơn, không bao giờ dỗm, lúc nào cũng là tuyệt đối hết, chân thiện mỹ nó nằm trong đó hết, không có chỗ nào sơ sót, không có chỗ nào xê xích hết.
một cái vị chánh đẳng chánh giác mà tu với 30 cái ba la mật hả, khủng khiếp lắm quý vị. Mình làm một cái ba la mật không á, trong 10 cái ba la mật thôi, loại hạng hạ đó là thấy cực khổ lắm, mình nhiều a tăng kỳ dễ sợ lắm. Mà ngày tu hành, ngày tu giống vậy mà nhiều á, ngày cho mắt, ngày cho thân thể, cho mạng sống của ngài rất nhiều. Bởi vì cái kiếp sau của ngài đó, nghe nói trong kinh thánh đó, cái da của ngài nó trơn lắm, nó bóng lắm, nó tức là bụi nó không có thấm được á, nó trơn bóng vậy đó. Răng ngài cũng tốt mà mắt ngài sáng lắm, ngài nhìn xa hơn cái dân thường. Đó mình nghe nó mấy con mèo, mấy con dơi vậy đó, nó có những đặc tính đó. Nó nhìn ban đêm nó sáng, nhưng mà sắc mắt của ngài sáng hơn. Nhưng mà mấy cái đó không nhầm nhòi với cái trí tuệ của ngài, khủng khiếp lắm. À, một những trong cái chính trình tâm của mình học đó, mỗi lần mà mình nghĩ đó, nó hàng tỷ 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 tỷ, nhưng mà một cái miếng tay của mình chắc vậy đó, nó đi ngàn tỷ cái chiến tình tâm nó đi nhanh như vậy. Nhưng với quý vị chứ không, với ngài chỉ có hai sắc na tâm thôi, cái tâm của ngài nó nhanh giống như vậy đó. Giờ nghe nói cái tâm của ngài nó nhanh, cái ngài của ngài sau đi phú tá đó, nó nhanh đến đổi mà một cơn mưa đó ngài có thể đếm được biết bao nhiêu giọt mưa. Quý vị thấy dễ sợ không? Trời đất ơi, mình nhìn mưa nó chảy qua chảy lại, gió thổi nó rớt bùm bùm, mưa nhỏ mưa lớn, biết cái đó ngọn nhà ngồi rung. Rồi gió thổi mà ngài tập trung lên mà dồn một cái, ngài biết có bao nhiêu giọt mưa rơi cho nó, thật khủng khiếp. Bởi vì khoa học ngày nay làm đủ thứ chuyện, chỉ hủy hoại môi trường nhiều thôi. Hồi đó tôi nhớ, hồi tôi còn nhỏ đó, nhà tôi có chiếc xe hơi đó, không biết đời năm nào 900 đó, là cái xe Jeep đó, mà ba tôi là trưởng ban công xa đó, thì ổng coi gì sửa xe đó. Thành ra xe hư trong sửa xe ở trong một cái tỉnh đó, nó hư cái gì đó, thì ổng sửa. Còn nếu mà không có đồ bạc, không biết là xe của ông tỉnh trưởng á, thường chạy xe Mercedes hay GS gì đó, mấy xe mắc tiền không, thì nó không có đồ bạc á, thì ổng chạy về Sài Gòn, ổng kiếm đồ bạc ổng sửa, thì có khi tôi được đi theo á, nếu mà đi theo để mà, lúc mà đi theo là khi nào mà nghỉ hè đó, nghỉ hè không có đi học á, thì được đi theo. Thì đời nhỏ tôi đi được nhiều xe hơi tốt lắm, nhưng mà thấy dính nhau thôi à, đi nó cũng dằn như tưng tưng giống vậy không. Nhưng mà tôi nhỏ thích đi xe ngựa dữ lắm. Xe ngựa sau này xe ngựa không có nữa, chứ có xe lam á, trời ơi thích đi xe ngựa lắm. Ngồi trước kế bên cái ông mà đánh con ngựa đó, mình thấy mà lúc lên cái cầu á chữ Y đó, cái tôi thấy con ngựa nó cực quá, tôi nói trời ơi sao mấy bà ngồi trên đây ngồi xuống đi cho nó dễ, không nó không sao đâu, nó cứ chạy tới à. Thì mà nhưng mà hồi đó Việt Nam, người Việt Nam mình cũng ốm, cũng có mập phì lũ giống như người Mỹ đó, nó bóng vậy đó. Ngồi tôi nhớ ngồi trên cái xe ngựa đó cũng được 8 người, 4 người bên phải, 4 người bên trái như vậy đó, cũng là chen chen cho vậy đó. Mà tôi nhỏ rồi phóng lên trước ngồi á, má từ ổng nói trời ơi mình đã nhỏ mình ngồi ở đây cho mình cái. Má nói ông đừng có lo, nó như con trai vậy đó, nó ông đưa ngựa đi nó cũng cởi được nữa đó. cái ông ngồi dòm nó, ổng thấy tôi ngồi cũng tự nhiên, nó không gì thôi ông cho ngồi luôn. Tự khoái lắm, ngồi nhìn con ngựa cởi lâu lâu nhân cái lông cái đuôi cho nó quắt lên, nó giờ giờ cái đuôi nó, ổng ấy đừng cho giờ được cái ấy lên, nó gì đó ổng la. Nhưng mà cũng ấy về dưới quê cái thấy mấy thằng đứa nhỏ đó, cái nó cởi trâu á, trời mình thấy nó ngon, con trâu bự giống vậy leo ngồi nó cởi đã thiệt, làm sao mình lên ngồi được. Mấy nói vậy mà mày đừng ra, mày đừng làm chuyện bậy nha, nó tức, nó lấy cái thừng nó đâm cho mình lồi chuột luôn, trời nó nghe ghê quá không dám đứng ra dòm thôi. Mà mình thấy mình nể phục mấy thằng nhỏ chăn trâu lắm, trời ơi nó hay vô cùng ha, mình sao hay được chứ. Như nó má tôi bà tôi mày đúng là con khùng á, nó nghèo nó đi chăn trâu còn mày đi chăn trâu làm cái gì. Nhưng mà thật ra đó là cái quan điểm của má tôi giống vậy. Thật ra hồi nhỏ tôi không có phân biệt người giàu người nghèo, tôi thấy mấy cái người mà muốn nhà của má tôi phần lớn là tôi chơi với nó, tôi chơi trong xóm chơi nó, tôi thấy nó tài giỏi hay hơn tôi nhiều lắm. Chẳng hạn như nó cũng bằng tuổi tôi, hay là lớn tôi một chút, hay là nhỏ hơn tôi một chút, mà nó giỏi lắm. Nó vừa giữ em nè, nó vừa nấu cơm, nó vừa quét nhà, nó còn nấu, nó làm đồ ăn phụ cho má nó để má nó bán nữa. Chẳng hạn như má nó bán bánh bèo á, nó biết gỡ bánh bèo ra, hay má nó hấp bánh bèo để đó, cái nó lấy dụng cây nó gỡ rồi làm điều đặn. Khi nó không gỡ nhanh và chuẩn giống như má của nó, má của nó thì kêu là gì năm á, gì ba, gì năm vậy đó. Thì tôi có lần má nó làm xong đó, má nó đi công chuyện, má kêu nó hấp xong nó để đó thì kêu nó gỡ. Tôi đủ nó chơi
chơi với tôi thì nó nói tao phải gỡ bánh bèo cho xong rồi tao mới được chơi. Còn hơn hồi má thì giờ tao la, cái nói để tao gỡ phụ với mày. Tôi gỡ cứ bị hư hoài nó, mà mày làm ơn đi, mày ngồi yên một chỗ đi. Mày gỡ nó hư hoài đó, hồi má thì vậy má tao la tao nữa, tao bắt cười quá à. Rồi có đứa thì nó biết chặt bắp nè, nó giỏi lắm, nó bồng em gọn ghẻ rồi nấu cơm rồi nó la cho em, nó rồi nó kêu em đi tắm. Nó giống như một nữ tướng, tôi phục lăng nó luôn vậy đó. Nhưng mà tôi thấy nó giỏi lắm. Còn tôi thì không biết làm, tôi chỉ nhớ, tôi dòm nó thôi. Thì đại khái là hồi nhỏ tôi nhớ giống vậy. Trời sao tự giờ sư chưa vô vậy trời? 3:20 vậy đó quý vị thấy sư vô chân như vậy. Alo, 123, quý vị nghe rõ hả? À, khổ con gái là trong cái sự sinh hoạt của chúng ta, người thì sử dụng điện thoại, người sử dụng iPad, người thì laptop. Nhưng mà trên cái vấn đề laptop á, thì còn có thể mình nhìn thấy được bằng tay, nhìn thấy được những cái chữ tế chát rồi nó rõ ràng hơn, mình thấy quan sát được. Nhưng mà khổ cũng có nhiều người coi như sử dụng laptop rồi cái nhắm lại để mà nói, còn điện thoại thì phải nói rồi ha, đó là một cái vấn đề mà coi như tiên tiến văn minh à. Nhưng mà khổ cái lọ mà chúng ta không thấy được cái bàn tay của người khác, hoặc là nhiều khi bị che khuất bởi những cái nick khác. Cho nên điện thoại thấy hả? Ồ, như vậy thì rất tuyệt vời. Nhưng mà có nhiều người sử dụng điện thoại không thấy gì hết á. Nhất là cái chương trình mới nếu mà sử dụng laptop thì thấy cũng thua luôn. Cho nên sự sinh hoạt của chúng ta nó hơi phức tạp. Nhưng mà chúng tôi thấy quý vị tiến bộ rất là nhiều, sử dụng điện thoại mà coi như lên sinh hoạt rất là khâm phục. Bởi vì cái chữ đã nhỏ này mà quý vị cũng lớn tuổi nữa chứ, đâu phải là trẻ trẻ đâu. Nhưng mà đây là một điều chúng tôi khâm phục quý vị. Nhìn cái màn hình to như thế này mà nhiều khi đọc còn sai nữa, còn lỗn nữa, thì quý vị thấy rằng lão lai tài tận rồi, chắc cũng chuẩn bị đi đoàn tụ với ông bà. Thôi thì bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn 115 ha. Với thời gian chỉ còn có 9 phút thôi. Ô, Phật ngôn 115 tại chùa Kỳ Viên, Đức Phật đã đề cập đến một quá phụ tên là Bahu Puttika. Chữ Bahu là nhiều, Puttika tức là những người con. Cái người thiếu phụ này có nhiều người con, được Đức Phật Phật đề cập đến. Ở tại thành Sawatthi, người trong gia đình này có 7 người con trai và 7 người con gái đều lập gia đình, tức là một gia đình có tất cả 14 người con ha. 7 người con trai và 7 người con gái. Rồi về sau thì cha chết, bà mẹ là một người cư sĩ nổi tiếng, một Phật tử thuần thành, tiếp tục trông nom tài sản của chồng. Các người con trai muốn thừa hưởng gia tài, cho nên bảo với người mẹ là không lẽ họ không nuôi bà nổi hay sao mà phải giữ của cải như thế. Rồi họ nói đi nói lại nhiều lần, bà
nghe cũng có lý, cho nên chia gia tài ra làm hai, tức là một nửa cho nam, một nửa cho nữ, chia cho tất cả 14 người con. Alo, cô tu nữ Phúc Hạnh còn nghe không? Rồi một vài ngày sau, cô dâu trưởng mới nói với người mẹ chồng, rõ ràng là chỉ có nhà này là mẹ tuyệt vời với chúng con thăm viếng, làm như là con trưởng được hưởng đến hai phần gia tài không bằng. Mấy cô dâu khác cũng hùa theo, nói xỉa nói xói như thế. Rồi đến các con gái, từ đứa lớn cho đến đứa út cũng y một cái khuôn như vậy, bị các người con đối xử tàn tệ như vậy thì bà mẹ không muốn sống với các con nữa, mà định đi xuất gia. Bà đi đến một ni viện, xin được gia nhập vào đời sống tu tập. Trong thời gian làm bổn phận, bà được đặt tên là Tỳ Khưu Ni Bố Hú Tỳ Ca, tức là người đàn bà có nhiều con. Trong lúc làm việc lớn việc nhỏ do các vị có chức việc ở trong ni viện giao phó, thì Tỳ Khưu Ni Bố Hú của Tỳ Ca này thường tự nhắc mình là mình đi tu khi đã lớn tuổi, do đó phải tinh tấn, phải chánh niệm, phải ngồi thiền suốt đêm tu tập. Ở dưới cái nền đất mà thấp á, thì bà viền tay vào cái cột, lần bước mà đi và thiền hành. Khi mà đi kinh hành, sợ đêm tối đụng đầu vào gốc cây hay là các vật khác, thì bà viện cái cây bước đi và thiền quán, quyết tâm tuân theo những lời dạy của Đức Phật mà tu tập. Trong cái sự tinh tấn, trong cái sự hành trì của bà, thì Đức Phật Ngài ngồi trong hương thất, Ngài phóng hào quang giống như đứng trước mặt của vị Tỳ Khưu Ni Bố Hú Bố Tỳ Ca này, mình nói rằng: này Bố Hú Bố Tỳ Ca, dù sống trăm năm không nghe pháp Như Lai dạy và thiền quán, cũng không bằng sống một ngày mà thấy được cái pháp tối thượng. Và Đức Phật Ngài đã đọc lên câu Phật ngôn 115: Yo cha quá sa sa tăng chi huệ a pa sang tham ma mu tập mang ra hành chi quy tăng sa yo pa sa tổ tham ma mu tập mang không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Thì giúp tổ Phật con này, thì Tỳ Khưu Ni Bố Hú Bố Tỳ Ca chứng đắc thánh quả A La Hán. Ở đây pháp tối thượng tức là nói lên chín pháp thánh, gọi là siêu thế pháp Lokuttara Dhamma, là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Cho nên tiếng Bali gọi là Uttama Dhammo hay là Dhammamuttama. Người mà không thấy pháp này, dù sống 100 năm, so với người thấy pháp, không hiểu pháp này, chỉ sống trong một ngày hoặc là trong một sát na, thì người sau này vẫn tốt hơn người trước. Duyên sự cho chúng ta thấy rằng, bất nghĩa con dâu bỏ mẹ già, buộc lòng quá phụ phải ly gia. Ban ngày phận sự lo tròn đủ, tối đến hành thâm pháp Phật ạ. Thấy rồi siêu pháp cũng còn hay, thưa người sống đến trong năm chẳng mà vẫn chưa thông diệu đế này. Câu Phật ngôn
110 năm kết thúc. Và 15 câu này trong cái phẩm ngàn kỳ tới chúng ta sẽ triển khai ôn lại 15 câu này. Và nếu mà quý vị nào lên triển khai một câu thôi và chúng ta đi vào chủ đề cũng giống như kỳ nãy quý vị ha, từ xích kem nguyên giang nhạc hà xích hồng mai vân vân, chúng ta đi vào một trọng tâm. Và quý vị biết rằng phẩm ngàn khi mà chúng ta đơn sinh hoạt thì có huynh quang hỏi, ủa có 120 tuổi mà tại sao gọi là phẩm ngàn, chúng tôi cũng bí luôn. Nhưng mà để coi Sĩ Kim nói hay sao đây, không biết trả lời hay sao đây, không biết nữa. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng. Con trả lời hả? Phẩm ngàn ngàn có nghĩa là nhiều, trăm cũng là nhiều, chỉ có một hay zero là không ít thôi. Ngàn trăm vậy đó rồi là cũng là nhiều rồi, là nói nhiều nhiều, chứ 1120 là cũng quá nhiều rồi. Hơn số 2 là nhiều. Học trong drama của English, French hay là mấy người ấy khác, Pali cũng vậy, trên 2 là nhiều. Phẩm ngàn, phẩm trăm, phẩm chục gì là phẩm nhiều hết trơn rồi, chia ngàn có nghĩa là nhiều thôi, chứ đâu có nói là phẩm ngàn ngàn là kêu sáng sáng tì đâu. Sư, con muốn hỏi đó, sư ngàn lần tới đó, tức là thứ tư đó, là thích ra một câu rồi triển khai câu đó, chứ sư không có quẹo qua giống như lần trước ha. Khi mà sư nói giống như vậy, cái qua sao cái sư nha, người nào đó nói câu gì, thôi rồi triển khai cái câu đó đi. Rồi hồi cái sư quán thông lên, sư nói như vậy đó, thôi qua cái câu nói của sư quán thông đi. Sư đừng có quay tụi con quay vòng vòng, quẹo trái quẹo phải, quẹo lung tung, quẹo vòng, con tấm mặt luôn á sư. Sư phải nói rõ ràng ngay nhất ngôn, bốn con ngựa chạy theo không kịp đó nha, không có đổi thay nha, không có quẹo qua quẹo lại đó. Con chỉ muốn nói vậy thôi, cũng hết giờ rồi, con xin trả máy rồi. Alo, nói hết giờ rồi thì còn gì để mà nói hả? Hết giờ thôi, nghe một đoạn kinh rồi chúng ta kết thúc. Đã gọi là ôn á thì trong 15 câu này, 15 câu này tâm đắc câu nào thì cứ lên trình bày gọi là ôn. Chứ khi nào mà đi ngoài 15 câu này là khác. Ôn tức là cái gì chúng ta đã học và chúng ta cảm thấy rằng tuyệt vời thì chúng ta đề cập đến. Rồi bây giờ mời quý vị nghe một cái đoạn kinh rồi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy.